quả báo của việc nạo phá thai. Người phụ nữ này lấy chồng đã nhiều năm rồi, vì không biết nên đã từng nạo phá thai 3 lần, tạo ra ác nghiệp vô biên. Khi cô ta muốn nhảy sông tự vẫn, một cô gái khác chạy đến giữ tay cô ta lại. Chị à, chị muốn làm gì vậy? Cô mặc kệ tôi đi, tôi đã tạo ác nghiệp quá nặng nề rồi. Chị à, chị có chuyện gì thương tâm có thể nói cho em biết được không? Nói ra rồi trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn. Vì thế, người phụ nữ này liền một mạch đem chuyện của mình kể lể tường tận việc năm đó do phá thai mà phải bị báo ứng thế nào đều nói ra hết. Sau khi tôi và chồng tôi lấy nhau, vì không biết nên đã đi nạo phá thai 3 lần. Hả? Cũng vì vậy mà tôi đã tạo ác nghiệp sâu nặng. Sau khi phá thai, báo ứng liên tiếp giáng xuống đầu chúng tôi. Anh nói sao? Anh muốn đến làm cho công ty tư nhân à? Đúng đó, anh đã viết đơn từ chức rồi. Ở cơ quan nhà nước làm việc rất tốt, sao lại muốn làm công ty tư nhân? Ý anh đã quyết, em đừng nói nữa. Lúc đó tôi và anh ấy đều làm việc cho cơ quan nhà nước, thế mà anh ấy chẳng hiểu sao lại muốn làm cho công ty tư nhân. Tôi đã hết cách khuyên lơn anh ấy, vậy mà anh ấy không chịu nghe. Kết quả sau khi đến công ty tư nhân, từ một người có việc làm mấy năm trời lại thành ra thất nghiệp. Hơn nữa còn ở nhà đợi một mạch 10 năm. Trong 10 năm ấy không ra ngoài kiếm tiền, khiến kinh tế trong nhà càng lúc càng khó khăn túng quẫn. Sau đó chồng tôi vì thấy ở chỗ này làm anh ấy quá đau lòng, chẳng để ý đến cảm giác của tôi, thuyết phục đứa con cùng anh ta bán nhà đi, cùng nhau dọn ra ngoài tìm kế sinh nhai. Sau khi chồng tôi dọn ra ngoài thì làm nhân viên bảo hiểm nhân thọ. Điều kỳ lạ là anh ấy cũng không thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu có lần nào kiếm được nhiều nhất là 12.000 tệ thì anh ấy lại sanh bệnh, hoặc là xảy ra chuyện khiến tiền của anh tiêu tán hết. Tiền anh ấy kiếm được còn không đủ chi tiêu cuộc sống cho 2 cha con. Chị à, chị suy nghĩ nhiều rồi. Việc này làm sao có thể nói là báo ứng được? Không đúng. Từ sau khi phá thai, sức khỏe của tôi cũng không được tốt, mà chồng tôi cũng bệnh tật triền miên, nào là bệnh thiếu máu não, xơ gan, phong thấp vân vân. Năm đó hai vợ chồng tôi đều thân mang bệnh tật, không có ngày nào được yên ổn. Điều khiến tôi đau lòng nhất là đứa con. Khi nó ra ngoài chỉ mới 15 tuổi, đứa bé này không thân thích, một thân một mình. Chồng tôi thì đổ lỗi tất cả sự xui rủi của anh ấy đều là tại tôi. Cho nên bất kỳ lúc nào, chỗ nào có mặt tôi là anh ấy bỏ đi, còn nói tôi là khắc tinh của anh ấy. Cô đến đây làm gì? Cô không khắc chết tôi thì không vừa lòng phải không? Ba mẹ chồng, các chị em chồng đều ghét bỏ tôi, còn chỉ trích mắng chửi tôi nữa. Cô đi mau, từ nay về sau đừng bén mảng đến tìm con trai tôi nữa. Mau cút đi, nhà chúng tôi không hoan nghênh thứ sao chổi như cô. Đi mau, đi mau, nếu còn không đi chúng tôi sẽ báo cảnh sát đó. 10 năm qua tôi thường hay gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình đi đến một nơi tối đen như mực, không có ánh sáng, hoặc nằm mơ thấy cha mẹ và người thân đã mất của mình. Có khi tôi mơ thấy mình ôm một đứa trẻ, đa số đều là bé trai, không biết chúng có phải là những đứa con tôi đã phá đi hay không nữa. Chị ơi, thật ra thì tình cảnh của em cũng giống như chị vậy đó. Cô gái này sau khi tốt nghiệp đại học liền được nhận vào làm trong một công ty nhà nước. Người chủ quản rất xem trọng và tín nhiệm cô ấy. Sau đó cô cùng bạn trai kết hôn, lại còn ở nhà mới, mọi chuyện đều tốt đẹp biết bao. Trong lần đầu tiên ân ái, vì cô không sử dụng biện pháp tránh thai nên lần đó mang thai. Tuy nhiên lúc đó cô không một chút do dự ngầm đi phá thai. Sau đó em lại sơ ý mang thai lần nữa. Sau khi mang thai 5 tháng lại đi làm phẫu thuật lấy ra đứa bé sơ sinh đã thành hình. Khi đó em cũng cảm thấy rất đau đớn khổ sở. Em gái ngốc, em sao lại đi theo con đường sai lầm của chị vậy? Em sau này cũng phải chịu quả khổ phải không? Dạ, từ sau khi em phá thai, sức khỏe yếu đi, lại còn trở nên u uất, nóng nảy, dễ cáu bẳn, thường hay không cầm được nước mắt, thầm than khóc một mình.
đêm đến liên tục gặp ác mộng. Có khi nửa đêm tỉnh giấc luôn nghe thấy có tiếng nói ghê rợn nói với em rằng: bà mau chết đi, bà mau chết đi. Khi đó áp lực quá nặng nề. Bây giờ em mới biết đó là nhân quả báo ứng. Người có suy nghĩ xấu xa, tai họa liền tìm đến. Hơn nữa từ sau lúc đó, công việc của em bắt đầu không thuận lợi. Ông chủ thì xem thường, đồng nghiệp xa lánh ghét bỏ. Ngay cả tình cảm vợ chồng em cũng bắt đầu rạn nứt. Em à, đều là do chúng ta đã tạo ác nghiệp quá nặng, nên những chuyện này đều là báo ứng cả. Dạ, bất quá dạo gần đây em gặp được Phật Pháp, nên mới biết đây chính là quả báo của tội phá thai. Đời này mắc phải quả báo chính là bệnh tật hiểm nghèo, đời sống ngắn ngủi, sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục. Chẳng trách vận số đang tốt đẹp như vậy, phá thai hai lần liền gặp phải tai họa. Trong thời gian em bị bệnh, từng có một vị thầy dạy khí công đến xem bệnh cho em. Ông ấy nói nhìn thấy có thứ gì đó có hình dạng giống trẻ em đeo bám trên người em. Về sau khi em bắt đầu niệm Phật, cùng lúc tiếp nhận việc trị liệu truyền máu và giải phẫu thay thận, hiện giờ tình trạng đã ổn định. Cuối cùng em cũng có thể sinh hoạt giống như người bình thường rồi. Nếu vậy chị cũng muốn niệm Phật ăn chay, thọ trì trai giới. Cũng chỉ có cách đó mới chuộc được tội lỗi của chúng ta. Dạ. Tội phá thai rất lớn. Người phá thai sau khi chết sẽ lập tức bị đọa vào địa ngục vô gián. Phước báo hiện đời bị hao tổn nghiêm trọng, tổn thọ, thân thể yếu nhược, nhiều bệnh tật. Lúc trước không biết nên đã tạo nghiệp ác phá thai. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là thường niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, Bồ-Tát Quán Thế Âm và Chư Phật. Mỗi ngày liên tục không gián đoạn, chí thành phụng hành, đem công đức này hồi hướng cho những thai nhi đã bị phá và tự mình cầu nguyện vãng sanh tịnh độ. Chỉ có nhờ công đức lớn lao này mới giúp chúng ta chuộc tội, chuyển nguy thành an. Ngoài ra còn phải tích cực khuyên người phóng sanh, thậm chí khuyên người khác đừng phá thai. Làm nhiều việc thiện, có tấm lòng từ bi, hoan hỷ để truyền bá khắp nơi.
Mô A Di Đà Phật.